for your sharing. Vâng, anh Mohamed đang đẹp rất là tuyệt vời. Xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị, những người bạn, đến cảm ơn đến MTCB, tất cả những cá nhân trong ekip, những người bạn đã luôn support cho Mohamed trong suốt thời gian vừa qua để có chiến thắng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng Mohamed Hanani. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo trong đêm nay ở hạng cân 51kg nam. Và bây giờ đến từ góc đài xanh, chúng ta cùng chào đón đến từ câu lạc bộ võ thuật Hoàng Kim, vận động viên Huỳnh Văn Tuấn. Vì vậy mình là một người gọi là đam mê võ thuật và mình chọn Muay Thái. Thì đến với giải MTCB đợt này thì đây là một giải đấu rất là danh giá và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Nó thu hút hầu như là tất cả những võ sĩ hàng đầu Muay Thái của Việt Nam. Thì đến với giải đấu lần này thì mình chuẩn bị rất là kỹ, bởi mình biết đây là một giải đấu mang tầm cỡ quốc tế và nó ảnh hưởng rất là lớn đến tên tuổi cũng như là cái sự nghiệp của em sau này. Vì vậy em rất là cẩn trọng và là chuẩn bị rất là chu đáo. Quý vị, võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn đến từ Hoàng Kim Martial Arts. Anh sinh năm 1999, cao 1m68, nặng 51kg với sải tay 171cm. Đương kim vô địch quốc gia kickboxing 2015 đến 2022. Đương kim vô địch SEA Games kickboxing 2019 đến 2022. Huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2022. Thi đấu chuyên nghiệp thắng 4, thua 1 và đó chính là Huỳnh Văn Tuấn. Và kính thưa quý vị, đối thủ của Huỳnh Văn Tuấn, võ sĩ đến từ góc đài đỏ, đến từ SMC Việt Nam, Warayut Wanazabria. Quý vị, võ sĩ Warayut sinh năm 2000, anh cao 1m58, nặng 53kg với sải tay 162cm, đã thi đấu 17 trận, thắng 15 và thua 2. Please welcome Warayut Wanazabria.
Và bây giờ xin mời trọng tài của trận đấu ông Lê Nguyễn Đình Lâm. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu tranh bèo đầu tiên, tranh đai vô địch đầu tiên. Đây là màn so tài hạng cân 51kg của nam giữa hai võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn, đại diện của Việt Nam, người đang thi đấu với chiếc găng màu trắng, và Warayut Wanajamrang, võ sĩ của Thái Lan, thi đấu với chiếc găng màu đen. Chúng ta có thể nhận thấy là xét về chiều cao thì võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn chúng ta nhỉnh hơn so với Warayut. Tuy nhiên võ sĩ Thái Lan là võ sĩ thể hiện là chúng ta thi đấu rất nhiều ở các đấu trường chuyên nghiệp, ngay lập tức đã áp sát vào Huỳnh Văn Tuấn. Với Huỳnh Văn Tuấn thì võ sĩ này có điểm mạnh là gì anh Phú Hiền? Huỳnh Văn Tuấn của chúng ta là võ sĩ huy chương vàng kickboxing SEA Games, thì xét về cái đòn tay chân thì Huỳnh Văn Tuấn nhỉnh hơn so với Natawood. Tuy nhiên Natawood là võ sĩ chuyên về đánh muay thái chuyên nghiệp nên là cái đòn chỏ và gối rất hiệu quả. Huỳnh Văn Tuấn phải cẩn thận ở trận đấu này. Quả thực là kể từ đầu trận chúng ta thấy Warayut đang thi đấu một cách tương đối chủ động trên võ đài. Dù vậy thì Huỳnh Văn Tuấn của chúng ta cũng đang thể hiện khá ấn tượng, hai đòn chỏ chính xác liên tiếp của đại diện Việt Nam. Và người ấy là các đòn tay của Huỳnh Văn Tuấn rất hiệu quả, ngay lập tức đã khắc chế được các đòn đánh chỏ và gối của Natawood. Có thấy là ở các tư thế cận chiến của Linh của Muay Thái thì võ sĩ Atawood thể hiện kỹ thuật tốt hơn. Khoảng thời gian thăm dò của cả hai không nhiều và họ có vẻ như đã nắm bắt được phần nào đó về lối đánh của nhau. Chúng ta có thể nhận thấy là cả hai võ sĩ đã nghiên cứu cách đánh của nhau rất trước rất nhiều, và ngay lập tức là hiệp một là không có sự thăm dò và ngay lập tức là tấn công. Huỳnh Văn Tuấn chúng ta đã thể hiện các đòn tay tốt hơn. Liên tiếp các đòn đánh chính xác của Huỳnh Văn Tuấn, và chúng ta sẽ mong chờ một trận knockout đến từ võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn. Nhưng phải nói rằng Warayut cũng rất lì đòn, anh nhận khá nhiều những đòn tay chính xác của Văn Tuấn nhưng cũng rất bình tĩnh để thoát ra khỏi thế khó và phản công. Thậm chí bây giờ thì Warayut còn đang khiến cho mí mắt của Văn Tuấn bị rách một miếng nhỏ. Huỳnh Văn Tuấn đã thể hiện các kỹ thuật tay rất tốt và ngay lập tức đã hạ được võ sĩ Natawood. Trọng tài đã phải đếm với võ sĩ Natawood đến từ Thái Lan. Thật bất ngờ là Huỳnh Văn Tuấn có thể khiến cho trọng tài đếm võ sĩ Thái Lan bằng một đòn gối, và ngay lập tức đã sử dụng ưu thế của mình để có thể hạ nóc ao đối phương trong hiệp đấu đầu tiên. Hiệp một khép lại rồi và phải nói rằng Warayut tuyệt vời. Một hiệp đấu đầu tiên của trận đấu tranh đai bạc của hệ thống MTGP. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn 4 trận đấu cuối cùng trong đêm nay và cũng là chính là 4 trận đấu quan trọng nhất, và đây là trận đấu đầu tiên trong 4 trận đấu tranh đai của MTGP, và đây là trận đấu tranh đai bạc giữa hai võ sĩ. Phải nói rằng Warayut nên cảm thấy may mắn khi hiệp 1 đã
kết thúc đúng lúc, bởi đó thời điểm anh đã gặp quá nhiều khó khăn trước Huỳnh Văn Tuấn. Chúng ta có thể thấy Huỳnh Văn Tuấn là ngay từ hiệp 2 đã lập tức áp sát để tận dụng ưu thế tấn công của mình. Liên tiếp các đòn trỏ của Huỳnh Văn Tuấn, có vẻ như những đòn đánh của Huỳnh Văn Tuấn đã đang mang đến sự hiệu quả và làm cho Nathan Wood không còn thể lực để thi đấu. Và lên cuối ở cuối hiệp 1 vào gan của đối thủ đang khiến cho Warajut gần như mất đi rất nhiều khả năng chiến đấu trước Huỳnh Văn Tuấn. Bây giờ thì võ sĩ người Thái Lan có cảm giác như đang chỉ còn biết chịu trận trước đại diện của Việt Nam mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn cũng phải cẩn thận, bởi vì đó, những đòn đánh trỏ của Nathan Wood rất nguy hiểm, có thể rất tuyệt vời. Lại một đánh gối của Huỳnh Văn Tuấn. À, thật bất ngờ Huỳnh Văn Tuấn lại thể hiện được kỹ thuật đánh gối rất tuyệt vời trên cả võ sĩ Thái Lan. Liên tiếp với đòn đánh gối. Nhà vô địch kickboxing của Việt Nam đang thể hiện trình độ Muay Thái thậm chí là vượt trội so với đại diện của Thái Lan, một người ăn tập Muay từ bé. Chúng ta đang mong chờ một lần đánh knockout đến từ Huỳnh Văn Tuấn. Dù sao cũng cần dành lời khen ngợi cho Warajut và ông anh Phú Hiển, anh là rất lì đòn. Võ sĩ Nathan Wood là một người võ sĩ tập luyện rất nhiều, như vậy mới có thể chịu được những cái đòn đánh của Huỳnh Văn Tuấn nhiều như vậy. Như vậy là theo chúng tôi nhận xét thì đã kết thúc trận đấu. Vì theo luật của môn thái chuyên nghiệp thì một võ sĩ sẽ bị đếm trong vòng 3 lần trong một hiệp thì phải lập tức ngưng trận đấu. Có lẽ ở MTGP thì tính chất có phần hơi khác và chúng ta vẫn được tiếp tục theo dõi màn so tài giữa Văn Tuấn và Warajut. Warajut rất kiên cường. Liên tiếp các đòn đánh của Huỳnh Văn Tuấn. Và có lẽ sau hai thời gian này thì trọng tài sẽ phải ngừng đối với Nathan Wood. Vâng, chúng ta có thể thấy liên tiếp cái đòn tấn công của Huỳnh Văn Tuấn đã làm cho Nathan Wood ngay lập tức nằm xuống sàn và không còn khả năng thi đấu. Và chúng ta có thêm một chiến thắng knockout nữa xuất hiện ngày hôm nay. Và tuyệt vời hơn nữa khi đó là chiến thắng dành cho đại diện của Việt Nam Huỳnh Văn Tuấn, anh đánh bại Warajut Wanacharang ở hiệp đấu thứ hai. Kính thưa quý vị, như vậy là trọng tài chính đã kết thúc trận đấu trong hiệp 2 và chiến thắng đã thuộc về võ sĩ ở võ đài xanh Huỳnh Văn Tuấn và chiến thắng knock out. Và bây giờ chúng ta xin được trân trọng kính mời ông James Đặng, chủ tịch MTGP châu Á sẽ lên sân khấu để trao đài bạc cho Huỳnh Văn Tuấn. We would like to invite Mr. James Đặng, President of MTGP Asia, to deliver the silver bell to fighter Huỳnh Văn Tuấn from Võ Thuật Hoàng Kim.
dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho võ sĩ Văn Thuấn. Thank you Mr. James. Xin được cảm ơn và xin được giữ lại Huỳnh Văn Tấn nha. Wow, rất là tuyệt vời. Ngay từ những phút giây cuối của hiệp 1 là chúng ta đã có vẻ chiếm được lợi thế rồi. Tuấn có thể chia sẻ trong lúc những giây phút cuối của hiệp 1 thì mình đã suy nghĩ như thế nào và hiệp 2 chiến thuật của mình ra sao trong trận đấu rất là tuyệt vời ngày hôm nay? Dạ, kính thưa tất cả quý đại biểu cũng như quý khán giả có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu hôm nay. Thì em rất là may mắn là một vận động viên được tham dự giải MTCB đợt này. Và đến với giải đấu lần này mang với một tâm thế là tranh đài và đánh đối thủ của em là bạn Thái Lan. Thì em chuẩn bị cũng rất là kỹ càng và khi bước vào trận đấu cũng như tập luyện ở nhà em đã luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Và hôm nay bước vào trận đấu trong ý định của em là chỉ là chiến thắng. Vì vậy khi mà em đánh hiệp 1 có những tình huống gọi là âm áp đảo thì em dồn hết tâm sức của mình để giành chiến thắng thuyết phục. Em xin hỏi. Tuyệt vời, xin được chúc mừng một tràng pháo tay nữa cho Huỳnh Văn Tuấn. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng. Thanks for watching guys. Make sure if you don't want to miss out, you need to subscribe and we'll see you next time.